Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay quay cần. Đấy, cho mọi người xem. Đầu tiên là cây cần này, súp 24. Dàn khoan hư hết rồi nha mọi người. Khoan hư hết rồi, về thay. Thay ba cái khoan, đầu bu thì mình thấy còn đây. Một lóng, hai, ba, ba lóng nha mọi người. Bát vặn nhựa này. Đấy, cần này thì mình đo mình thấy là dài 2m35, đột là 0 feet, đột là 2 ly. Đấy, thu vào là 93 cm, cân nặng là 180 gram, 180 gram nha mọi người. Số 1. Số 1 90.000 nha mọi người. Số 2. Tiếp tục một cây cần súp bát trượt Fuji FX6. Cần này thì chắc dài cỡ 2m1 đây. Dàn khoan với đầu bu của nó đây. Đầu bu Fuji nhé. Khoan thì cũng bể vỡ rồi, mình khuyên mọi người nên về thay hết chân khoan đi. Đấy, thay ba cái khoan này luôn nhé. Đấy, đột này. 1, 2, 3. 3 lóng. Cần dài 2m1, thu vào là 79 cm, đột là 2,3 ly, cân nặng là 140 g. Số 2. Cái này 100. Số 3 là một cây cần súp Shimano Holiday Spring 10. Đấy. Khoan, đầu bu. Đấy. Khoan thì như cái khoan cái này còn ok nè. Ba khoan này thì có bị nứt nè. Khoan này cũng chưa nứt nè. Hai khoan này nứt nè. Đấy. Về mọi người thay khoan cho đồng bộ hoặc là dán keo cái này lại thì tùy mọi người nhé. Đấy, đồng bộ Fuji này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha mọi người. Bắt Fuji cần dài 3m, thu vào là 1m09, đột là 2,5 ly, cân nặng là 140 gram. Nói quay 240 gram chứ đọc nhầm. Đây là cái số 3. Số 3 cái này 140.000. Số 3 140.000 nha mọi người. Đây, tiếp theo là một cây cần kinh tên. Đây. Neutrik Star 3m3. Bát Fuji FX7. Dàn khoan với đầu khoan thì những cái khoan này mình khuyên mọi người về thay hết khoan đi. Đấy. Mình bán cái cần này mình chỉ tính là cái phần là cái phôi cần với lại cái bát là thôi. Đấy. Đầu bu của cái này vẫn còn nha mọi người. Một lóng, hai, 3, 4. Mình đo thực tế là dài 3m2 này, thu vào 94 cm, đột là 2,5 ly, cân nặng là 260 gram. Đây là cái số 4. Số 4, 120.000. Số 5 là một cây Shimano Holiday Spring 8. Đây, dàn khoan của nó đây. Đấy,
nứt một cái khoang này bị nứt nha, đầu bu thì bị hư rồi này, hư cái đầu bu rồi này. Đấy, về mọi người thay, thay luôn dàn khoang đầu bu đi cho nó đồng bộ rồi nhé. Một lóng, hai, ba, ba lóng nha mọi người. Bát Fuji. Căng này dài 2m4, thu vào là 89cm, đột là 2,5 ly, căng nặng là 210g. Đây là cái số 5. Số 5. 101. Số 5 101 nha mọi người. Số 6 tiếp tục một cây súp 36. Này Korea nha mọi người, máy in Korea xuất Nhật. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Đấy, dàn khoang thì về mọi người thay bốn cái khoang đi. Còn đầu bu thì đây. Đầu bu thì mình thấy đây, đầu bu thì cũng bị gãy này. Đầu bu thì cũng toát rồi, nên mọi người về thay luôn nhé. Một lóng. 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Căng dài 36, thu vào là 1m02, đột là 2,5 ly, căng nặng là 310g. Cái này cây số 6. Số 6. Cái này 130.000. Số 6 130.000. Số 7 là một cây cần Daiwa. Đây. Nguyên bản của nó là 5m4 này. Nhân cho 7 lóng này. Đấy. Đây, dàn khoang với đầu bu về. Khoang đầu bu thì mình thấy còn được này, nhưng mà mọi người nếu về thay dàn khoang thì thay luôn đầu bu cho nó đồng bộ nhé. Dàn khoang thì thay hết, bán chủ yếu là cho mọi người lấy cái phôi với cái bát thôi. Một lóng. 2 3 4 5 6 đổ mì 7 lóng. Đây. Bát Dulux FX8 nha mọi người. Đấy. FK Dulux FX8. Căn này hiện tại dài 5m25. Đột là 2,3 ly, cân nặng là 580g, thu vào là 84cm nhé. Cây này cây số số 7. 101. Số 7 101 nha mọi người. Tiếp theo một cây Daiwa tiếp theo. Đây. Cũng 5m4 6 lóng. Đây. Cái này Daiwa ISO dàn khoang này. Đấy. Khoang thì còn khá nhiều cái còn được nha mọi người. Đấy. Không có cái nứt vỡ này. Đầu bu này, đấy. Vừa về thay thì thay dàn khoang. Không thì dán keo lại xài tùy mọi người nhé. Là 1 lóng, 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Lóng. Này. FK
FX5 nhé. Rồi. Cái cần này dài 5m2, hiện tại đang là 5m2. Thu vào là 1m17, đọc là 1,3 ly, cân nặng 360g. Cái này cây số 8. Này, 101. Số 8 101. Số 9 tiếp tục. Tôi cần này sao cũng giống cây đây qua lúc nãy rồi ta. Shimazaki gì đây? Shimazaki Fishing. Đấy. Bass Fuji FX7 nhá. Đấy. Dàn khoan thì có vẻ cũng hư rồi. Còn được cái đầu buông nhau rồi. Còn được cái đầu buông. Đọt của nó. Một lóng. Hai. Ba. Bốn. Bốn lóng. Cần này hiện tại đang dài 3m7, thu vào là 1m03, đột 2,9 ly, cân nặng 300g. Đây là cái số 9. Số 9. Đây là 100. Số 9 100. Số 10 là một cây Shimano. Đấy. Cái này ghi luôn này, dài 5m1, cân 6 lóng này. Đấy. Nặng 420g này. Đấy. Này thu vào là một m 04 à. Shimano ISO khoan nhựa. Đây, dàn khoan này về mọi người cũng thay hết đi, không thì dán keo tùy mọi người nhé. Nhưng mà theo mình là cái này về thay hết đi cho khỏe, thay đi cho đồng bộ cho sướng. Đồ bu đây còn nhé. Đấy. Một lóng. Hai. Ba. Bốn. 5 6 6 lóng nha mọi người. Bass FK FX8. Càng này thì hiện tại đang dài 5m. Thu vào là 1m, độc là 0,9 ly, cân nặng là 400g. Đây là cái số 10. Số 10. Đây là 101. Số 10 101 nha mọi người. Đây, số 11 là một cái súp 3m3. Dàn khoan đầu vuông. Hầu như là hai cái này thì hư rồi này, mắc đá luôn rồi này. Hai cái này thì cũng còn được. Đấy, cũng còn được. Nhưng mà về mọi người thay luôn cho đồng bộ nhé. Đấy. Đầu vuông Fuji này. Lóng 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Bass Fuji FX7. Đấy. Fixed root.
Cần dài 3m3, thu vào là 97cm, độ là 2,7 ly, cân nặng là 300g. Cây này cây số 11. 11. 120.000. 11 120.000. Số 12 đây. Cái cần này dài bao nhiêu? Cần này dài 38 à. Đấy. Đọc của nó này. Đầu bu Fuji, còn dàn khoang thì 5 cái khoang này hết rồi cho mọi người về thay đi. Một lắm. 2 3 4 4 lắm nha mọi người. Bát Fuji FX7. Đây, cái cần này dài 3m8, thu vào là 1m04, độc là 2,4 ly, cân nặng 280g. Cái này cái số 12. 12. 120.000. 12 120.000. Số 13, đây một cây excellent dài 27, Bát Fuji FX6 nha. Dàn khoang, bốn cái khoang này thì hư nên mọi người về thay đi, còn được cái đầu bu Fuji nhé. Một lắm, hai lắm, ba lắm. Cần dài 2m7, thu vào là 1m, độc là 2,5 ly, cân nặng là 200g. 200g nha mọi người. Cây này cây số 13. Một trăm hai mươi nghìn nha mọi người. Bốn, tiếp tục cây này. Cây này là của Shimano. Shimano Holiday H10. Holiday Spin H10. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Dàn khoang thì hư hết rồi. Còn được cái đầu bu Fuji nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Ok. Này hiện tại dài 2m9, thu vào là 1m1, độc là 2,7 ly, cân nặng là 200g. Cây này cây số 14. 140.000. 14, 140.000. Tiếp theo 15 là một cái thằng Marine Made in Korea nha mọi người. Dài 3m6 nè. Thông số của nó Bát Fuji FX7. Dàn khoang thì hầu như hư hết rồi. Về mọi người thay bốn cái khoang đi. Đầu bu Fuji. Ok. Một lắm, hai, ba, bốn, bốn lắm nha mọi người. Bát Fuji FX7.
Căn này dài 3,6 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 2,3 ly, căn nặng là 300 g. Đây là cây số 15. Lắm 130 nghìn. Mười sáu là một cây cần kinh tinh New Chista 3,3 m này. Đấy. Bát Fuji FX7 dàn khoan hư hết rồi. Đấy, đầu bu thì các bạn cũng tác tác về ngồi thay luôn đi nha mọi người. Đây, hình như cái đọt nó bị gãy một tí rồi này, cái đọt bị gãy một tí rồi. Không sao thôi. À, cái đọt hình như bị gãy khoảng 10 phân nhé. Đọt bị gãy khoảng 10 phân nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Căn này hiện tại dài 3,2 m, thu vào là 96 cm, đọt là 3,2 ly, căn nặng là 260 g. Căn này cây số 16. 16 100 nghìn. 16 100 nghìn. Số 17 tiếp theo là cây kinh tên New Chista 3,6 m, Bát Fuji FX7. Đây, cần này còn được hai cái khoang này, còn ba cái khoang này thì cũng bị vỡ với mắt đá rồi. Đấy, đầu bu còn ok nhé, đầu bu Fuji ok nhé. Để người thay hết cái dàn khoang này cho đồng bộ nhau. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nhé. Hiện tại cái cần này dài 3,4 m, thu vào là 1,01 m, đột là 3, đột là 2,5 ly, cần nặng là 320 g. Đây là cây số 17. Số 17 đúng rồi. 17. 130 nghìn. Số 18 là một cây Waco 3,3 m này. Bát Fuji này. Dàn khoan thì coi như là hư hết rồi. Đấy, đầu bu Fuji nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Cần dài 3 m, thu vào là 1,12 m, đọt là 2,6 ly, căn nặng là 200 g. Đây là cây số 18. Một trăm hai mươi nghìn. 18 120 nghìn. Số 19. Đây, New Chista 2,1 m, kinh tên Bát Fuji FX6, dàn khoan thì còn được hai cái này, mình coi như hơi hết đi. Đấy, mình coi như hơi hết khoan đi. Đấy, còn đầu bu này, đầu bu Fuji nha mọi người. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cái này thân nhỏ thôi, cái thân của cái cần nó cũng nhỏ thôi nhé.
và 2m1, thu vào là 80cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 19 đúng không ta? Số 20 là một cây Shimano Holiday Spring 8 Bass Fuji. Đấy. Dàn khoan này. Ủa. Cái này khoan còn ok luôn. Khoan đầu bu còn ok luôn mọi người ơi. Cái này nguyên vẹn. Đọt 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Fuji, Bass Fuji. Cần dài 2m4, thu vào là 89cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Đấy. Cái này nó bị mắc cái nắp chân gần này. Nhưng mà nó còn nguyên về, mọi người lấy nắp su hay cái nắp chai vặn vào đây là được. Đây là cây số 20. Đó. 150.000. 20 150.000. Hai mươi mốt là một cây ISO Daiwa nhé, ISO Daiwa. Cây này lóng dài thân nhỏ này. Đây. Khoan thì có cái được có cái không nha mọi người. Mình coi như là khoan hư hết đi. Chỗ này cũng có bị đầu cái đoạn đọt nó cũng bị gãy một ít, người ta thay đầu bu luôn rồi này, gãy tục đầu bu người ta thay đầu bu này. Nhưng mà nó vẫn còn rất là dài và mảnh nhé. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cần này hiện tại dài 3m1, thu vào là 88cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 120g. Đây này cây số 21. Số 22 tiếp tục một cây ISO thân nhỏ lóng dài nhá, dàn khoan của nó thì cũng nứt vỡ rồi tùm lum, mọi người về thấy đấy nhá. Đầu bu đây, một lóng, hai, ba, bốn, bốn lóng nha mọi người. FK FS5. Càng này hiện tại dài 3m55, đọt là 0,8 ly, cân nặng 120g, thu vào là 1m07. Cái này cây số 22. 22 90.000. Số 23. Đấy, 23. Càng này cũng ISO thân nhỏ lóng vừa. Đấy. Bass FK FS6 này. Khoan. Đầu bu. Khoan thì coi như hư hết rồi nha mọi người. Đấy. Đầu bu này. Đấy, đầu bu vẫn thấy có đá nha. Đứng rồi. Rồi người thay dàn khoan đi nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cái cần này dài hiện tại đang dài 2m, thu vào là 73cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 80g. Cái này
cái số 23 23 80 nghìn 23 80 nghìn. Số 24 là một cái cần sub 24. Đấy, bát nhựa vặn này. Khoan này. Đấy. Không biết có thiếu cái khoan nào không, mà thấy ít khoan này, một khoan, hai khoan, một đầu bu. Đấy. Khoan kim loại nha mọi người. Đấy, à, nó bị hư mất một cái khoan này nha mọi người, hư một cái khoan này nhá. Đấy, đáng vậy em có 3 khoan và một đầu bu mà nó hư mất một cái khoan. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng nhá. Cần dài 24, thu vào 88cm, đột là 2,4 ly, cân nặng 180g. Đây là cây số 24. Chín mươi. Số 25 là một cây 2m4 này. Đấy. Bát này. Kim loại chỗ này này. Đấy. Dàn khoan thì còn đá ok nhưng mà nó hơi bị dỉ nha mọi người. Đây, bị dỉ về mọi người đánh đi nhá. Đấy. Đột. Đấy, một lóng. Hai lóng. Ba lóng nha. Cây này cây dài 2m4, thu vào 87cm, đột 2 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 25. 25 nha mọi người. 25. Cây này 80 nghìn. 25 80 nghìn. Sáu đây cái ISO gì đây à, Sabiki Bat Fuji FS6. Cái này ngoại hình nhìn cũng khá là cũ nha. Đấy, đầu bu thì mất rồi, mất đầu bu bị gãy rồi nha, bị gãy với đoạn đầu bu rồi. Dàn khoan thì về mọi người thay hết luôn, bán cho mọi người lấy cái phôi với lại lấy phôi với lại lấy cái bát thôi nha. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Đấy, năm lóng. Cái đọt nó bị gãy một đoạn này nha mọi người. Xem cái đặt này con dài bao nhiêu. Đây, đọt nó bị gãy khoảng cỡ độ 20cm. Đấy, dài 4m3, thu vào là 98cm. Đọt là 2,3 ly, cân nặng là 300g. Cái này cái số 26. 26 60 nghìn 26 60 nghìn nha mọi người. 27 một cây 2m7 bát nhựa vặn này. Đấy. Đấy. Cũng chế rồi, chế khoan chế đồ rồi, về mọi người thay hết đi nhá. Đầu bu Fuji này, đầu bu Fuji còn xài được này. Đấy. Cắp sơn nha mọi người, cắp sơn một tí thôi, không sao. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây, chế rồi, cái chỗ này nó còn bị toát rồi, mọi người chế rồi nha mọi người. Chế quấn lại rồi nè. Đấy. Xem nữa, cái này còn dài được bao nhiêu. Dài 2m3, thu vào là 2m3, thu vào là 1m05, đọc là 2,7 ly, cân nặng là 140g. Cái này cái số 27 27 20.000 27 20.000 nha mọi người.
28 là cây cần này đây, Sea Paradise 21 đây, bắt nhựa lặng nhé. Này đầu bu thì hư rồi, dàn khoan coi như hư rồi nhé, khoan coi như hư rồi, còn được hai khoan này nhưng mà mình coi như hư hết rồi, cho về mười thay hay là thay hai khoan với một bu trên này tùy nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, của cái lóng này là lạ, lóng này khác màu nhìn là lạ, biết có thay hay là nguyên bản của nó chơi độc thế không biết được. Cần này đúng mà, là 21 này, nó y 21 luôn, thu vào 78 cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180 g. Cây này cây số 28, 28 nha mọi người. Cây này 40, 28 40. Tiếp theo cây cần số 29, Bass Fuji FX7 đấy, quang đầu bu đấy, còn được một cái đầu bu thôi, còn lại khoan hư hết rồi đó nhé. Một lóng này, đọt này đấy. Một lóng, hai lóng đây, có gãy lóng số 2 nối rồi đây, chắc nhát ống vào trong này nối rồi đây. 3 4 đấy. Về mọi người lấy được cái ngọn với lại hai cái lóng gốc nhé. Mọi người chế đồ đây, căn này dài 3 m, thu vào là 1 m 14, đọt 2,3 ly, cân nặng 360 g. Nó bị mắc cái nắp đít này, mắc cái nắp chân cần này, thành ra nó dư cái đoạn ống phía trên nấu là như thế. Cái này cái số 29, 29 40. ba mươi đây, Ring Star No 2 gì đây, nguyên bản của 3 m 8 này, 4 lóng này, thử xem. Ô à, chế khoan tùm lum một người, về một người tháo ra bỏ đi nhé, cột lại khoan khác nhé. Đầu bu này, đầu bu thì về một người thay khoan, thay luôn đầu bu đi cho nó đẹp đồng bộ này, đọt nó cứng nhé. Một lóng, hai lóng, 3 lóng, 4 lóng, đây 4 cái lóng này ok nha mọi người. Đấy, về mọi người thay khoan nhìn nó, bỏ mấy cái khoan này là nhìn nó đẹp ok ngay, chẳng qua cọc người ta cọc cái khoan xấu quá thôi. Rồi mắc cái bát rồi à, cây này hình như cần tay chế lại hay sao? À không, cái này người ta mắc tháo bát rồi nha mọi người, bị tháo bát rồi. Đấy, cây này dài 3 m 8 này, thu vào là 1 m 1, đọt là 3,5 ly, cân nặng là 310 g. Cái này số 30 40 nghìn. Rồi số 30 này cũng kết thúc những cây cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code, và mọi người phải kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận hàng, như là sai sót gì so với trên video hoặc là bị bể vỡ gãy nứt trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Đấy, có gì mọi người liên hệ và cho bên mình trước khi nhận hàng đấy để giải quyết nhé. Còn là mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không xem hàng và nhận hàng xong rồi mới báo mình là bị nào bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.